Đầu tháng 9 năm 2023, Jin Tuấn Kiệt và Puka công khai chuyện tình cảm và cho biết họ đang chuẩn bị cho hôn lễ vào cuối năm 2023. Trên thực tế, Jin Tuấn Kiệt đã cầu hôn bạn gái từ tháng 5 năm 2023 nhưng đợi đến dịp sinh nhật mình mới chia sẻ thông tin. Trong đoạn clip ghi lại màn cầu hôn mà nam diễn viên dành cho Puka, bạn bè Jin Tuấn Kiệt cho biết anh chàng đã dàn dựng kịch bản khá hài hước để tạo bất ngờ cho bạn gái. Jin Tuấn Kiệt mời nhiều bạn bè thân thiết tới buổi cầu hôn Puka, anh dựng job giả trị giá 800 triệu đồng để tạo bất ngờ cho bạn gái. Cụ thể, Jin Tuấn Kiệt cùng ekip lừa Puka rằng cô được mời tới một buổi review với mức thù lao 800 triệu đồng. Có mặt trong sự kiện, Huỳnh Lập tiết lộ, bọn mình đang tạo một công việc giả là Puka đến đây review với mức giá 800 triệu đồng. Hoa hậu Khánh Vân bày tỏ, hôm nay rất là vui, hy vọng chi Puka sẽ có một ngày thật ấn tượng và nhiều hạnh phúc. Đúng giờ Puka được đưa tới nhà hàng nơi Jin Tuấn Kiệt và các bạn đã đợi sẵn. Nữ diễn viên được ekip yêu cầu quay các clip review đồ ăn sau đó bất ngờ mở ra tấm backdrop đính rất nhiều ảnh kỷ niệm của cặp đôi kèm con cố 1460 số ngày cả hai đã ở bên nhau. Khi Jin Tuấn Kiệt bất ngờ xuất hiện với bó hoa khá lớn, Puka vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra. Chỉ đến khi những người bạn thân thiết của cặp đôi xuất hiện, Puka mới ngạc nhiên và xúc động rơi nước mắt. Jin Tuấn Kiệt nhắn nhủ tới bạn gái, hồi mới yêu nhau, em có nói không biết khi nào mình mới yêu nhau được 1000 ngày. Vậy hôm nay là bao nhiêu ngày rồi, em có nhớ không? Hôm nay là hơn 1000 ngày rồi. Hôm nay anh muốn hỏi em câu này, em có đồng ý làm vợ anh không? Dù bất ngờ, Puka vẫn hạnh phúc gật đầu trong tiếng hò reo chúc phúc của những người bạn thân. Màn cầu hôn của Jin Tuấn Kiệt dành cho Puka gây chú ý cho khán giả. Mọi người để lại bình luận chúc phúc cho cặp đôi.